Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á, mình quay cho bà con xem á, về vườn của anh Lành ở huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk á. Thì anh có trồng 500 gốc chanh dây. Thì hôm nay mình quay bà con xem á, thì thời tiết cũng đang là mưa á, mình cũng quay để cho con xem về cái mô hình trồng chanh dây. Thì đám chanh dây của anh thì mới có 6 tháng thôi, thì nó đã có một số hiện tượng, nó là bị sáng ngọn, vàng lá và thung đọt. Thì có một số cây, thì mình và anh Lành á, thì công tác đang thăm vườn đây. Thời tiết thì cũng đang rất là mưa nên công tác mình quay clip nó hơi bị nhanh, nên bà con thông cảm cho mình nha. Thì những cái đọt của cái chanh dây 6 tháng này của anh á, thì nói chung là nó đang có hiện tượng là chớm, vàng và sắn đọt. Thì anh cũng nhờ bên mình là hướng dẫn về quy trình chăm sóc và phòng bệnh cái bệnh mà sắn đọt, gia cốc, sần sùi ở trên cây chanh dây á. Thì gần đây thì hầu như tất cả bà con nông dân chúng ta trồng chanh dây á đều rất là lo ngại về vấn đề sâu bệnh hại trên cây chanh dây. Thì qua đây mình quay bà con xem về công tác mà thăm vườn, hỗ trợ cho con nông dân trong giai đoạn mà chanh dây đang vào giai đoạn kinh doanh á. Mình nhắc lại bà con á, trong giai đoạn gần đây là mình quay clip này là vào ngày 12 tháng 7 2018 á, thì hiện tượng đang mưa, mà mưa rất là nhiều trong tháng, từ tháng 6 đến tháng 7 2018 dương lịch á, thì lượng mưa rất là nhiều nên dẫn đến tình trạng mà bệnh hại trên cây chanh dây chúng ta rất nhiều. Nên qua đó bà con không thể phun được thuốc bệnh, phòng bệnh và chữa bệnh trên cây chanh dây, vừa nấm vừa khuẩn và vừa sắn đọt hay là bã trầu đốm dầu đó, một số bệnh chung là lở cổ rễ rồi vàng gốc, nói chung là rất nhiều bệnh. Thì cái việc mà để cho bà con đang đau đầu nhất là cái bệnh mà sần sùi, gia cốc và sắn ngọn á, thì mình khuyên bà con trong giai đoạn mà mưa như vườn của anh Lành nè, mình khuyên anh là chỉ phun được thuốc côn trùng chích thúc thôi, để tránh tình trạng mà nó lây lan từ cái khu vực này sang khu vực khác. Thì vào vườn của anh kiểm tra thì anh dẫn cho mình đi thì mới chớm bệnh tầm khoảng 3 đến 4 gốc thôi, thì anh cũng đã tiến hành là cắt bỏ những cái ngọn sắn cây bệnh á sâu vào để ngăn chặn lại cái bệnh nó không bị lây lan. Thì mình cũng hướng dẫn cho anh là phun một số loại thuốc để cho nó ngăn ngừa lại cái tình trạng này, để không phát tán trên cây chanh dây. Thì cái giai đoạn của anh này á là giai đoạn chuẩn bị thu nên là rất là lo ngại cho bà con chúng ta. Nếu giai đoạn này bà con chúng ta để sâu bệnh hại thì rất là tiếc vì chuẩn bị hái rồi. Thì lứa chanh này hiện tại từ Tết cho tới tháng 7 dương lịch này á, thì giá chanh dao động rất là cao, từ 10.000 đến 30.000, nó là tùy vào những khu vực và tùy ngày vào những đợt chanh của bà con nông dân chúng ta. Thì với cái vườn chanh của anh này á, thì anh trồng theo mô hình là 2 tầng. Thì mình cũng khuyên anh Lành á là làm cành thông thoáng, những cành già cắt bỏ thông thoáng đi, để tránh cái tình trạng mà cây nó rợp lá quá thì nó sinh ra nấm khuẩn ở trên cây. Thì hiện tại ở đây bà con ta hay có bị cái bệnh mà vết dầu lon ở trên trái chanh dây á, thì cái bệnh đó thật sự nó cũng rất là nặng đối với bà con chúng ta. Thì khi trái chuẩn bị thu hoạch á mà bị vết dầu lon, đồng nghĩa là nó bị thối hết, thối từ dưới đít thối lên trên trái và không bán được chanh múc luôn, và cũng không bán được nữa, nên là bà con ta phải phòng cái bệnh đó. Thì mình sẽ quay hết clip này cho bà con xem về cái mô hình trồng của anh. Thì hầu như ở đối với vườn chanh dây á, tơ thì hầu như bà con trồng giai đoạn mà từ 3 đến 6 tháng là bệnh rất là nhiều, nên đó mình cũng khuyên bà con nên phòng cho mình cái tình trạng mà bệnh sắn đọt á, thì tất cả đều do côn trùng gây ra. Thì qua vườn này mình cũng hướng dẫn cho anh về cách tỉa cành, và cái thứ hai là chăm sóc vào mùa mưa cho hiệu quả và bón phân cho hiệu quả. Thì toàn bộ vườn này là vườn chanh dây 6 tháng cũng chưa có bệnh tật gì, mình chỉ hướng dẫn cho anh là công tác phòng bệnh. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi video bên Trái Cây Thương Vụ Lắc, mình quay một số vườn chanh dây ở từng khu vực khác nhau. Thì đây là khu vực Cư Mờ Nga, thì hiện tại là khu vực này bà con nông dân chúng ta trồng chanh dây cũng rất là nhiều và hầu như là cũng đạt năng suất. Thì cây chanh dây là một trong những cái cây mà bà con chúng ta đánh giá là siêu lợi nhuận luôn, vì nếu mà giá thành nó trên 10.000 á, thì bà con chúng ta là nói chung là chi phí thu vào hàng ngày cũng rất là cao, từ chi phí đâu chi ra và chi phí mà thu hoạch á, thì cũng rất là cao và rất là lợi nhuận. Thì vườn của anh trồng sen, bơ bút và mít, và nói chung là rất nhiều cây ở trong cái vườn của anh, nên cái chế độ mà công tác chăm sóc và đi lại nói chung cũng rất là khó khăn. Nên mình cũng khuyên anh là nên làm vàn thông thoáng đi, để tránh tình trạng một cây chúng ta nó rậm rạp quá thì nó dễ sinh ra nấm bệnh, nhất là những cành mà xà xuống đất nè bà con xem. Còn trong vôi lộng mùa mưa mình khuyên bà con là không nên để cành sát đất, phải cắt mặt đất từ 20 đến 30 phân để tránh tình trạng mà mưa xuống nấm khuẩn phát triển và lây lan tất cả vườn chúng ta. Rồi bà con cứ theo dõi video, mình sẽ cập nhật video hàng ngày để bà con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.